Em xin chào tất cả anh chị em nhà mình. Lâu lắm rồi mới làm một video giới thiệu cho anh em về mặt hàng tối hôm nay bán nha các bác nhé. 19:30 tối hôm nay bởi vì nó có rất nhiều hàng đẹp để giới thiệu cho anh em. Hôm trước là có một số anh em hỏi là cái loại mít ma bó ấy cả nhà, thì tối nay em có nhá, có các loại mít ma bó này cả nhà, nhìn lá phê không. Cây này thì do mình chăm nó không được đạt, lá nó chưa to, nhưng mà bản chất của nó là những cái cây cây mít ma bó rất đẹp cả nhà. Đấy, rất nhiều. Đấy, mở phần giới thiệu thì em sẽ giới thiệu anh em hôm nay là chuyên bán những cây giống, mà phải nói là cây giống nhưng giá rẻ, toàn những cái hàng tuyển chọn thôi cả nhà, toàn tiền hàng tuyển chọn. Đây anh em xem này. Đấy, những cây mà mới ương kỳ, cây cũng đã ấm chậu, rất đẹp. Đấy, nhưng mà giá thành thì ok lắm cả nhà. Đấy, like cho em phát nha cả nhà nha, like cho em phát để anh em mình đi vào mặt hàng đầu tiên. Anh em có nói là lâm sung. Đấy, cái nhu cầu của anh em, rất nhiều anh em có nhu cầu là lâm sung, thì hôm nay em có khá nhiều lâm sung đây cả nhà. Lâm sung thì tối hôm nay em có một cái lô này, có những cái kỳ bán khoảng 200.000 thôi cả nhà nha, 200.000. Cho nên anh em nào mà có nhu cầu á thì tối nay anh em mình vào. Đấy, bởi vì những cái chậu này thì em mới trồng thôi. Đấy, được lô lâm sung đẹp, rất đẹp nha. Đấy, để em mời anh em mình ngắm lâm sung trước nở hoa chỗ nhà em. Thì nó là một cái cây năm vừa rồi rất nổi và rất nhiều anh em có nhu cầu. Đấy, đặc biệt là hay quá, tối nay thì có những cái loại mà rẻ tiền để anh em mình sưu tập, để sưu tầm trong cái bộ sưu tập của mình các bác nhé. Đây lâm sung cũng được khoảng tầm 20 cây cả nhà, được khoảng tầm 20 cây. Đấy, rồi tiếp mặt hàng tiếp theo em giới thiệu cho anh em một cái loại cấp cao. Đấy, loại 5 cây trắng mũi trắng cả nhà, 5 cây trắng mũi trắng đây cả nhà này, những cây ương kỳ tự nhiên nhá, cắt khúc ương kỳ tự nhiên. Đó là loại 5 cây trắng thanh thanh. Đấy, anh em mình đang xem hoa nhá, 5 cây trắng thanh thanh. Giá cũng rất rẻ, rất rẻ. Em chèn cái hình hoa bên cạnh, mũi trắng tinh, khuôn bông đẹp. Đấy, đây nha, cũng có được khoảng tầm 10 cây này thôi, nhưng mà em nhắc lại là giá thành rất rẻ để anh em mình sưu tầm, cũng không có lô thứ hai đâu cả nhà. Đó, đây nó nhỏ nhỏ thôi, kệ nó nhỏ nhỏ, nhưng mà cứ rẻ tiền là mình có giống chơi chuẩn cây, là mình chơi vô tư cả nhà. Chơi vô tư nhá. Rồi tiếp mời anh em mình xem, đây cũng thêm là một ít kỳ này, kỳ ương kỳ tự nhiên. Đó là một cái loại bệt mũi trắng lão hạc, bệt mũi trắng lão hạc. Đó là một cái loại mà rất là nổi tiếng cả nhà, nó sánh ngang như lâm sung. Và anh em cũng đang xem mặt hoa đấy, em chèn mặt hoa luôn. Đấy, thì cũng có, chỉ được một ít kỳ thôi nhá, có một ít kỳ thôi. Đấy, anh em thoải mái sưu tầm. Đây, đây cả nhà nhìn này. Đó, lá nó đẹp lắm nha. Ô, nó nhỏ nhỏ thôi, em thì em khoái sưu tầm nhỏ nhỏ này. Nó vừa túi tiền của anh em mình. Như thế mình về là mình có giống mình chơi cả nhà. Đấy, đây nha. Đấy, ương kỳ tự nhiên, cắt khúc cứ làm mà hai mắt như thế, ương kỳ rễ ra rất đẹp, anh em trồng năm tới có hoa chơi. Lão hạc đó cũng là một cái bông bệt mũi trắng nổi tiếng. Bông nó cũng không, nó còn đôi khi anh em cứ so sánh với lâm sung, đó nói chung là mỗi em một vẻ, nhưng mà nó em thấy là anh em đánh giá nó tương đối đẹp nhé cả nhà. Cánh trắng, mũi trắng, lưỡi bệt rất đẹp, một bông lão hạc. Đấy, có được một ít. Rồi tiếp. Rồi còn riêng cái ông mít ma bó này này, ông mít ma bó này thì có kỳ nhá cả nhà nhé, có kỳ và có cái chậu này này. Đấy, bác thoải mái vào sưu tầm nhá. Cái này là giá thành nó không cao lắm đây, nhưng mà được cái em nhập về thì giá nó cũng rẻ. Chia sẻ cho mỗi người một ít. Rồi tiếp cả nhà ngắm này. Đây, đây nha, đây cũng là một em bệt mũi trắng cả nhà nha. Đây, đây mũi trắng,
đó là từng anh em hay Ngọc Kỳ Lân đây cả nhà, Ngọc Kỳ Lân đây. Đấy. Thì em cũng bán cái em cũng bán cái này khá nhiều rồi, nhưng mà hôm nay nó rẻ cho nên cứ quay lại cho anh em. Đấy, để anh em xem những cái kỳ như thế này để mình về mình chơi cả nhà, mình về chăm sóc những cái kỳ nhỏ nhỏ như vậy. Rồi, kỳ nhỏ nhỏ như thế này có 5 cánh trắng Nha Trang cũng rất đẹp. Đấy. 5 cánh trắng Nha Trang cũng rất đẹp. Đó. Những cái kỳ tầm tầm này nhá cả nhà nhá. Đây là ương kỳ tự nhiên. Rễ bây giờ tất cả ấm trọng hết rồi. Cứ thế về nó phát triển thôi các anh chị ạ. Đấy, đây nha. Cứ thế nó về nó phát triển nhanh lắm. Chả mấy lúc đâu cả nhà. Đấy. 19:30 anh em nhớ ghé vào, anh em sưu tầm. Đặc biệt là em không bán những cây to, sẽ lấy chuyên những cái hàng giống này để anh em về chăm sóc. Đấy. Ngoài những cái mặt hàng sưu tầm đó nữa thì em có những cái chậu thiên nga theo đúng cái yêu cầu của các bác. Đấy, những cái thiên nga thì trước mặt anh em đang xem đây là thiên nga xanh này cả nhà này. Thiên nga xanh nhá. Thiên nga xanh thì bông đẹp lắm. Năm ngoái chia sẻ cho một số anh em người ta trồng là cứ một cây nó ra hai vòi bông á. Thì những cái chậu như này này, đấy, cũng chỉ có 200 ngàn cho một chậu thôi nhá. 200 ngàn cho một chậu. Đây này. Anh em xem bây giờ tất cả nó cũng đang nứt hết nụ rồi. Đấy, em chọn toàn những cái cây mà nó khoảng tầm mà 2 thân đấy, toàn cây 2 3 thân đó. Đây này, cả nhà nhìn này. Đấy, lưu hàng này rất rẻ cả nhà. Và bắp nó to lắm, cái giả hành nó to. Đây này. Đấy. Thiên nga xanh nhá cả nhà nhá, thiên nga xanh. Có màu nâu đốm này. À, ai. Thiên nga xanh thì nó cũng có một số những cái cây nó đang có nụ to như thế này này anh chị này. Đấy, tùy. Đấy, đây, nó rất nhiều màu sắc. Đây này cả nhà này. Đó. Và cái loại đen này này cả nhà này. Đen đen thì vẫn còn một ít. Còn một ít thì không còn nhiều đâu. Đen thì đa số là mỗi một cây nó được hai cái nụ cả nhà. Đấy. Thế là hẹn gặp anh em mình lúc 19:30 sưu tầm. Tối nay sẽ rất nhiều mặt hàng đẹp.